tâm sự thầm kín của tài xế John roi cho giới tài phiệt, muốn làm việc phải thuộc luật ngầm, giữ im lặng tối đa để chiều lòng các thượng đế. Người phục vụ cho giới thượng lưu có mức đãi ngộ lý tưởng đi cùng với đó là những quy định khắt khe. Bài viết dưới đây là lời kể của John Evan, được đăng tải trên Autocar sau khi ông trải nghiệm một ngày đưa đón khách VIP bằng siêu xe John roi Phantom. Nhiệt độ tăng lên, đèn giao thông bật đỏ và hành khách của tôi đang cần đến tham dự một cuộc họp quan trọng. Tôi vừa trải qua một trong những trải nghiệm đáng nhớ khi trở thành tài xế riêng với chiếc John roi phantom sang trọng. Người hướng dẫn tôi là Albert Zader, nhà sáng lập công ty chuyên cho thuê siêu xe và xe sang AZ Lux tại Anh. Albert từng phải bán nhà để khởi nghiệp. Chiếc xe đầu tiên của AZ Lux là John roi phantom, chiếc xe đặc biệt từng thuộc sở hữu của to sơ ẩn Muller Auto, CEO của John roi. Sau này, đội xe của công ty đã có thêm nhiều cái tên khác như John roi Z, hai chiếc Mercedes về cờ Ba chiếc Mercedes S-Class, hai chiếc Lamborghini và Mercedes AMG giao thông rốtter, tất cả đều là xe mới. Trước khi lái, phải học thuộc nội quy. Hôm nay, công việc của tôi là chở khách trên một chiếc Phantom. Bình thường, vị khách này hay thuê chiếc S-Class, nhưng hôm đó, Albert đã đề nghị nâng cấp lên chiếc Phantom. Tuy nhiên, trước tiên, tôi phải nghiên cứu quy định của công ty. Ông chủ đưa cho tôi một hướng dẫn đầy đủ từ màu sắc bắt buộc của cà vạt của người lái xe, màu đen hoặc xanh nước biển cho đến các vấn đề về nghi thức như không chụp ảnh. Tiếp đến, Albert dẫn tôi đến bãi xe gần Berkeley Square, nơi có chiếc Phantom. Khi chứng kiến chiếc xe sang trọng này, tôi mới hiểu tại sao người ta sẵn sàng bỏ ra gần 200 USD để thuê trong vòng 1 giờ. Albert nhắc thêm rằng lái xe không bao giờ được đi phía trước biểu tượng S Pizit C mà luôn phải đi vòng phía sau và không quên nở nụ cười. Nhìn thẳng, chào hỏi khách hàng đúng mực. Ngoài ra, phải mở cửa bằng tay phải và tay trái đặt sau lưng để sẵn sàng đỡ đồ đạc cho khách hàng. Khi khách hàng lên xe, bạn cần xác nhận điểm đến của hành khách, kiểm tra xem họ có tuyến đường ưa thích hay không và thông báo cho họ thời gian dự kiến. Ngoài ra, bạn còn có nhiệm vụ kiểm tra xem khách hàng có hài lòng với nhiệt độ trong cabin không và nếu họ muốn bật radio, hãy hỏi xem họ thích đài nào hơn. bớt nhắc nhở những người tài xế dành riêng cho giới thượng lưu phải ghi nhớ việc giữ khoảng cách đủ xa với xe taxi phía trước vì họ có thể dừng đột ngột bất cứ lúc nào. Tại các ngã rẽ, họ cũng phải lấy góc cua rộng vì chiếc Phantom có kích thước khá lớn. Vì đối tượng là những người thuộc tầng lớp thượng lưu nên dịch vụ cũng cần chăm chút hơn nhiều lần. Các tài xế thường đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút để tránh những rủi ro phát sinh. Cẩn trọng khi phục vụ những thượng đế khó tính. Sau khi được Albert bàn giao, tôi chính thức được gặp mặt vị khách của mình. Tuy nhiên do làm lần đầu tiên nên tôi vấp phải rất nhiều sai sót, mở cửa bằng tay trái, đóng sầm cửa trước mặt khách và đi vòng ra phía trước để về chỗ của mình. Xe di chuyển được một lúc tôi mới nhớ ra và hỏi khách hàng muốn đi đâu. Tôi hỏi vị khách, nhiệt độ có cao không, âm thanh có quá to không thưa ngài. Người này trả lời, tôi đang có điện thoại để nhắc nhở không nên làm phiền. Tôi bắt đầu lái xe như một tài xế chuẩn tay đặt trên vô lăng vị trí 10 giờ và 2 giờ, lưng thẳng, tăng tốc và phanh chậm rãi. Sau khi thuận lợi đến địa điểm mà khách hàng yêu cầu, tôi được hẹn quay lại sau 10 phút, chừng ấy thời gian đủ để tôi quay đầu chiếc Phantom và đỗ ở bên kia đường. Tôi nhận ra rằng khi lái Phantom, rất nhiều chiếc xe khác nhường đường để tôi lái qua. Khi vị khách trở lại, tôi đã tự tin hơn trước, mỉm cười và chào, tay trái sau lưng, tay phải mở cửa và chờ khách ổn định chỗ ngồi mới ấn nút đóng cửa. Tôi đi vòng ra sau xe để về chỗ của tài xế, chỉnh nhiệt độ và kênh radio theo ý khách rồi xác nhận điểm đến trước khi lăn bánh. Cuộc họp của ông thế nào? Thưa ông, tôi cất tiếng hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh. Rất tốt, John, cảm ơn, anh ấy trả lời. Vị khách không nói gì thêm và tôi hiểu được họ cần không gian yên tĩnh. Trong chuyến xe này, tôi tiếp tục mắc một sai lầm đó là không rẽ trái vào sót sạch ga đừng như lời dặn của khách hàng. Sau khi kết thúc chuyến đi, anh ta đưa ra nhận xét, chuyến đi khá tốt, chỉ tiếc là anh quên rẽ vào sót sạch ga đừng. Lời khuyên hàng đầu để trở thành một tài xế đúng chuẩn, luôn đến sớm hơn 15 phút so với giờ đón đã thỏa thuận chủ động mở cửa cho khách hàng khi lên xe, ưu tiên phụ nữ trước. Cà vạt phải được thắt đúng cách, cài tất cả các cúc áo nghiêm chỉnh. Tóc và râu phải được chải chuốt kỹ lưỡng. Sử dụng nước hoa nhưng không quá nồng hoặc mùi quá mạnh. Không bắt tay với hành khách trừ khi họ đưa tay ra trước. Không được lên tiếng trừ có yêu cầu từ đối phương. Ngồi vào xe nhẹ nhàng như một quý ông. Luôn lái xe với tính toán cẩn thận về thời gian, vận tốc để đem lại trải nghiệm tốt nhất. Dừng đỗ xe nhẹ nhàng. Theo AutoCAD.